Chị đã bao nhiêu năm? Hủ tiếu. Anh ba, biết mình làm gì anh ba? Chính Giê-xu. Có chính Giê-xu. Tám chân. Có tám chân. Đứng lên được kìa. Có chỗ hai người hốt, hốt đồ. Thôi vậy coi, coi đó. Anh nói tôi nói anh bao nhiêu lần rồi? Hả? Cái cổng cơ quan xí nghiệp ta để của tôi thuốc vậy là giám đốc ra vô là chửi tôi bao nhiêu lần anh biết không? Dẹp tôi thuốc thôi cho tôi đi. Bây giờ tôi nói anh dẹp đi. Nó nhiều quá. Trời, anh thông cảm anh. Khổ quá mà mới vậy anh ơi chứ. Khổ cái gì? Ai không khổ? Không, tôi cũng khổ vậy. Tôi đúng rồi, anh khổ nhưng mà anh khổ trong mát còn tôi khổ ngoài nắng. Anh hiểu không? Tôi không nói vấn đề khổ hay không khổ. Ông để cái tủ thuốc vậy đó. Rồi ông giám đốc ông vô. Ông thấy cái tủ thuốc cản đường xí nghiệp vậy rồi ông nói tôi bao nhiêu lần tôi làm kiểm điểm mà biết không? Tôi khổ lắm không? Tôi biết rồi nhưng mà bây giờ anh ơi. Tôi không nói nhiều, tôi không nói nhiều. Anh dẹp tủ thuốc ra liền đi. Không có để được với tôi đâu. Anh cất chưa? Hối lộ hả? Không. Tôi về hút điếu hả? Dạ chứ sao ạ? Dạ tôi ơi. Dạ, một gói luôn. Ba gói nữa. Tôi chiều dẹp sớm nha. Đừng có để nó. Dạ. Để xin vô đi. Không phải, để ông chửi tôi hoài khổ lắm. Tật. Có biết điều không hả? Ra mở cửa không chịu đóng cửa là để căn ban vậy đó hả? Dạ dạ. Đóng cửa, mở lại đóng cửa đi. Mở càng làm như không biết nói chuyện. Đây. Cái gì nữa? Cho tôi xác giỏi. Cái gì kỳ vậy? Sao kỳ? Hôm bữa là hội nghị công nhân á, là bây giờ người ta kiến nghị là không có xét vỏ nữa. Mà tự nhiên hôm nay xét vỏ là làm sao? Anh làm như vậy anh có biết là mất thể diện của công nhân tụi tôi không? Mất thể diện của hơn mất đồ. Trời, không có nói nhiều. Đưa vỏ đưa xét. Chức nhỏ bởi đặt. Làm cái trò giống như mình quan trọng. Thể hiện bản thân hả? Rồi cô nói vậy nha. Cô nói như vậy là cô nói là lãnh đạo đó nha. Nha. Anh xét đồ tôi đúng không? Cái luật này do lãnh đạo ban ra đúng không? Ừ. Thì tại sao lãnh đạo đi ra không xét đi? Xét được tôi làm gì? Đại lãnh đạo không quan cấp giặc. Phải rồi, không ăn cấp giặc. Cái kim thì bỏ, còn con voi thì lấy đúng không? Đó. Cô nói nha. Cô nói cái gì con voi gì hả? Cô nói lãnh đạo ăn cấp voi hả? Voi đâu ăn cấp hả? Tôi nói gì đó. Ngu nhăn lộn xộn. Đưa cái vỏ đây. Nè, xét lẹ đi cho tôi về. Khổ ghê vậy đó. Đồ tôi đồ dễ bể không á. Đồ mắc tiền á, bể không có tiền đền đâu à. Ủa? Đi làm công nhân lương bao nhiêu mà xài đồ mắc tiền? Hả? Xài đồ hiệu được không ha? Dầu thơm ha. Cái này cái gì đây? Anh ơi. Cái gì? Tôi nghĩ là anh... Thấy chưa? Ăn cắp đồ của xí nghiệp đúng không? Không. Tôi không ăn cắp. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này anh không có nên xét đâu. Xét hết. Rủi cô ăn cắp đồ của xí nghiệp sao? Cái này cái gì? Cái này nguy hiểm lắm. Anh đừng có mở ra. Cái gì nguy hiểm? Nó liên hệ tới cả cuộc đời tôi lần đó. Anh đừng có gỡ ra. Cô nói gì chứ ghê vậy? Nếu... Cái gì mình liên hệ? Thôi, mà anh gỡ ra là anh hối hận lắm đó. Tôi nói cô biết nha, cô uống tay ra. Anh ơi, anh... Cái ở trong đây không phải là một cái đâu anh. Nó một cặp lần đó. Nó là một cặp lần đó. Trời đất ơi, ăn cắp một cái là biết bao nhiêu tội bây giờ. Ăn cắp một cặp. Không phải, nó là một cái cặp quan trọng lắm. Cặp gì? Cái cặp bảo hộ. Bảo hộ cái gì hả? Bảo hộ bà mẹ và phụ nữ. Dạ. Ủa anh nói làm gì anh cười hả? Tôi... Đó tôi bây giờ tôi yêu cầu anh xét đó, anh xét đi. Tôi thấy rồi. Tôi không nên xét mấy cái này. Cái gì nữa? Xét lẹ đi về nè. Cái gì đây? Cái gì? Thằng giấy chứ cái ăn gì? Ăn kẹo, cắp kẹo. Hả? Ủa, công ty mà là công ty Mai làm gì có kẹo mà đi ăn cắp? Chứ cái này là... Tại sao trong đây có... Có khăn giấy.
Ủa? Tôi lỡ xé rồi cho miếng đi, nóng quá. Anh xài của tôi, anh không xin phép tôi hả? Thì tôi lỡ cái ra rồi, cho miếng. Rồi thôi đưa đây, đưa giỏ đây, tôi đi về. Đưa đây. Cái gì đây? Cái gì nữa? Cái gì đây hả? Bộ anh không biết hả? Cái này gọi là giấy, giấy trắng để viết với mực đen, người ta gọi là viết thơ đó, hiểu không? Tại sao lấy giấy của xí nghiệp hả? Tôi lấy hồi nào, tôi xin, tôi lấy có mấy tờ à, có 8, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tờ để tôi về tôi viết thơ. Dám nói 8 tờ, 16 tờ trong này. Anh điên hả? Anh xếp đâu là em nói 16 tờ, đó, đây phải 8 tờ không? 8 tờ cũng mang tội nữa. Gì kỳ vậy? Tôi hỏi cô nè, một người lấy 8 tờ, một ngày lấy 8 tờ như vậy, là một tháng 240 tờ. Một năm như vậy là cô lấy bao nhiêu đó cô tính đi, đúng không? Thì 240 thì nhân lên cho 12. Tôi, cô nhân đi, tự về nhà nhân đi. Bây giờ cả xí nghiệp mà ai cũng lấy như cô vậy là lấy hết giấy của xí nghiệp là làm sao xí nghiệp xuất bản. Thôi mệt quá, bây giờ 8 tờ đúng không? Cái này là mang tội gì nè, trả nè. Đó, không thèm mà cho dù là tôi xin rồi tôi cũng trả lại nữa. Cái gì? Ăn cắp xong rồi bắt rồi, cái tự nhiên trả lại hết hả? Lập biên bản. Cái gì kỳ vậy? Có mấy tờ giấy mà cũng lập biên bản là sao? Không có nhiều. Tôi làm đây là trách nhiệm của tôi, đúng không? Cái trách nhiệm của tôi là tôi phải làm thôi. Nhìn cái mặt không khó ưa. Biên bản ăn cắp 8 tờ giấy vào lúc 12:30 sau giờ cơm. Xong chưa, ghi lẹ lên giùm cái đi, người ta còn tùm lum công chuyện, có người chờ người ta đây nè. Từ từ, từ từ. Độc thân mày làm gì ai chờ? Ủa? Thì độc thân mới có bồ, kép chờ được không? Cô có bồ hả? Chứ không lẽ không có. Nào xui vậy? Chuyện này thấy ghét. Tôi coi cho cô biết nha. Phụ nữ như cô là không tốt. Trong xí nghiệp biết bao nhiêu người độc thân. Tại sao đi không quen trong xí nghiệp mà đi quen người ngoài hả? Ha, tôi thấy tôi cũng có lỗi ghê á. Tôi nói thiệt nha, nguyên cái xí nghiệp của mình nó quá trời công nhân luôn, quá trời người luôn, quá trời đàn ông luôn. Mà tôi chỉ để ý đúng có người thôi đó anh. Ai vậy? Để ý ai vậy? Anh đúng không? Phái ơi, Phái ơi. Để tôi xui dữ vậy trời. Để tôi thấy tôi sao mà để ý tôi. Thấy anh cũng được. Không phải được, phải nói là đẹp trai chứ sao được. Người ta bạn bè ta nói, người ta lùng rồi nói tôi giống Ronaldinho. Ronaldinho. Ê cái miệng kỳ kỳ nha. Hả? Cái hàm răng ngộ lắm, Ronaldinho miệng kỳ lắm. Trời vô đẹp giờ hàm răng á. Tôi nhìn anh giống Hugo hơn á. Không có nói nhiều, từ từ để tôi làm việc. Đứng ra chờ chút đi. Tôi đã nói rồi, không có chua bán ở chỗ này mà sao ai cứ bán hoài vậy? Hả? À, anh thông cảm giùm em cái anh ơi. Anh em bán cực khổ anh ơi. Cực khổ cái gì? Ai cho anh bán đây? Gì vậy, gì vậy? Nào, ông hay quá. Gì? Ông lấy tôi hai gói thuốc mà tôi ra tôi bán tôi vẫn bị đuổi kìa. Tôi lấy ông chối, ông lấy tôi. Ông lấy cái này. Càng thì càng nói tiếng. Bán ba chỗ bán tôi lấy thuốc ông rồi nào hả? Bảy. Có lấy thuốc. Lấy thuốc không? Khó mà. Lấy thuốc nè. Tao khóc mà không thấy. Tôi cũng đang muốn khóc nè. Thôi đi. Làm gì vậy? Làm gì nhỏ nhỏ? Bước qua đây coi. Bước qua đây tôi làm chuyện hành chánh của tôi coi. Ông lấy số vậy, ông lấy thuốc tôi, ông hứa cho tôi bán mà giờ tôi bị đuổi vô đây ông chối. Trời ơi, trời. Nên. Không. Nên. Anh không có quyền nói ở đây. Sao? Ông này lấy hai gói thuốc của anh. Lấy thuốc. Cái kia ăn cắp qua rồi nó không có. Ăn cắp phải không? Ăn cắp đúng không? Mỗi ngày luôn á. Mỗi ngày lấy hai gói thuốc của anh. Bảo kê cho anh để cái xe ở đó. Đúng. Không ai được. Anh bảo kê gì hả? Anh không có quyền nói. Vậy là bây giờ ông này lấy hai gói thuốc của anh đúng không? Dạ. Rồi anh đi ra ngoài thì dẹp xe thuốc đi. Trời ơi, gì cũng vậy vậy. Anh đi dẹp xe thuốc đi. Trời ơi, giờ sao? Rốt cuộc ha. Anh quá lắm rồi. Anh dám ăn hối lộ nha. Ăn hối lộ có hai gói thuốc thôi. Mà của cái người ta lao động cực khổ, người ta buôn gánh bán bưng như vậy đó. Anh ăn hối lộ một cách bẩn thỉu. Nghĩa sao vậy? Một ngày anh ăn hối lộ của người ta hai gói thuốc, một tháng có nghĩa là 60 gói, một năm anh nhân lên đi. Nhân lên đi bao nhiêu? Được rồi. Tôi sẽ báo cái chuyện này với sếp để coi sếp xử sao. Được cái vỏ đây. Tôi nói cô. Được cái vỏ đây. Vỏ của cô nè. Cô ơi. Cô cái gì? Nó có không cái nói nhiều. Nó không phải. Đưa cái tờ biên bản đi. Tôi về tôi ghi tên anh vô tôi đưa cho sếp. Sao làm cái nghề nào vất vả quá vậy ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sớm nha.